trong thế giới làm đẹp và thẩm mỹ, phun xăm chân mày từ lâu đã trở thành một xu hướng phổ biến, giúp tôn lên vẻ đẹp tự nhiên và tạo điểm nhấn cho khuôn mặt. Hôm nay, Góc Đẹp sẽ mang tới cho bạn video tổng hợp tất cả những loại phun xăm chân mày 2023, từ những kỹ thuật lâu đời cho đến những công nghệ tiên tiến. Và đặc biệt, chúng ta sẽ đi sâu vào những phương pháp phun xăm chân mày mới, công nghệ hiện đại và xu hướng độc đáo đã tạo nên thế giới làm đẹp trong năm 2023 bạn nhé. 1. Phương pháp xăm chân mày. Xuất hiện từ khoảng 30 năm trước, xăm lông mày đã từng là một trong những phương pháp tiên phong trong lĩnh vực làm đẹp lông mày. Trước khi các công nghệ thẩm mỹ hiện đại trở nên phổ biến như ngày nay, việc tạo dáng lông mày không hề dễ dàng, nhưng đã góp một phần không nhỏ thúc đẩy sự phát triển của nghệ thuật phun xăm chân mày. Phương pháp xăm chân mày này giống với việc xăm trực tiếp trên da, nhưng với mục tiêu để tạo ra những đường nét chân mày chân thực và sắc nét. Với biện pháp phun xăm chân mày này, các chuyên viên làm đẹp phải sử dụng một cây kim nhỏ, chấm mực vào tầng trung bì da, từ đó tô đậm lông mày theo khung khuôn đã có sẵn. Dù không có sự hỗ trợ của công nghệ, việc xăm lông mày đã thành một bước tiến lớn trong việc tạo nên vẻ đẹp tự nhiên và cân đối của khuôn mặt. Ưu điểm: màu sắc đậm nét, thực hiện theo đúng khuôn đã định. Phương pháp xăm lông mày giúp bạn có được đường nét mày chính xác theo mong muốn, tạo sự mỹ miều và cân đối cho khuôn mặt. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những người muốn tạo dựng một đôi lông mày theo kiểu mẫu hoặc mong muốn thay đổi hình dáng lông mày một cách tinh tế. Thời gian giữ màu lâu. So với các phương pháp khác, xăm lông mày có thể giữ màu lâu hơn, thậm chí có thể kéo dài lên đến 10 năm. Điều này giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức trong việc tạo dựng lông mày hàng ngày. Chi phí xăm thấp. So với việc sử dụng bút kẻ lông mày hàng ngày hoặc các phương pháp khác như phun mực thường, chi phí xăm lông mày ban đầu sẽ thấp hơn và tiết kiệm chi phí trong tương lai. Nhược điểm: lông mày kém tự nhiên. Một trong những điểm yếu của phương pháp này là đường nét mày thường sẽ khá đậm và sắc, làm cho lông mày trở nên ít tự nhiên hơn so với việc sử dụng bút kẻ lông mày. Có thể gây đau nhức hoặc sưng tấy. Việc kim xăm lấn sâu vào da có thể gây cảm giác đau nhức hoặc sưng tấy trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, những cảm giác này hầu như sẽ giảm dần khi vùng da xăm trên mày hồi phục. Mực xăm có thể thay đổi theo thời gian. Màu sắc của mực xăm trong lông mày có thể thay đổi theo thời gian, dẫn đến sự mờ đi hoặc biến đổi màu sắc ban đầu, ví dụ như trổ đỏ hoặc xanh. Điều này thì yêu cầu bạn sẽ cần chỉnh sửa lông mày phun xăm ở một khoảng thời gian sau đó. Giá xăm chân mày tham khảo: 1-2 triệu đồng. 2. Phương pháp phun lông mày. Phun lông mày đã trở thành một trong những phương pháp làm lông mày đẹp và tự nhiên mà nhiều người yêu thích. Đây chính là một bước tiến đầy hứa hẹn, giải quyết mọi hạn chế từ phương pháp xăm lông mày trước đây. Ở phương pháp phun xăm lông mày này, sử dụng đầu kim nhỏ được thiết kế đặc biệt, bơm màu một cách tự động khi phẩy sợi lông mày theo khuôn đã định hình trước. Điều này mang lại sự chính xác tối đa và tạo những đường nét mày mềm mại và tự nhiên. Đặc biệt, đầu mũi kim phun lông mày là loại nhỏ nên chỉ đưa mực vào tầng thượng bì của da, khoảng 0,2-0,3mm. Điều này sẽ giúp hạn chế tối đa cảm giác sưng đau và chảy máu sau quá trình phun xăm, đảm bảo kết quả phun xăm lông mày tự nhiên mà vẫn duy trì màu sắc chân mày phun xăm được lâu dài. Ưu điểm: chân mày đẹp tự nhiên, mềm mịn và thanh thoát. Phương pháp phun xăm lông mày giúp tạo ra sự mềm mịn và tự nhiên cho đường nét lông mày, không gây đau hay sưng. Do không xâm lấn sâu vào da như xăm lông mày, phương pháp phun lông mày không gây đau đớn hay sưng tấy sau khi thực hiện. Lông mày sắc nét. Với đầu kim siêu nhỏ và kỹ thuật phun xăm giỏi, lông mày sau khi phun xăm trở nên sắc nét, tạo điểm nhấn rõ ràng cho gương mặt. Thích hợp với những bạn đã từng phun xăm lông mày hỏng. Phương pháp này còn phù hợp với những người đã từng phun lông mày hỏng, không thành công và muốn sửa chữa. Nhược điểm: cần kỹ thuật phun xăm giỏi. Để đạt được kết quả phun xăm lông mày tốt nhất, việc chọn kỹ thuật viên có kinh nghiệm và tay nghề cao là rất quan trọng luôn đó bạn. Nếu phun xăm không đều hoặc không chính xác, lông mày phun xăm của bạn có thể sẽ trở nên thưa thớt hoặc không đẹp mắt. Giá phun lông mày tham khảo: 2-5 triệu đồng. Điêu khắc lông mày. Điêu khắc lông mày, một phương pháp làm đẹp tối ưu và tự nhiên, đang làm say lòng nhiều người với vẻ đẹp tự nhiên và tinh tế. Đây là một quy trình làm đẹp mang đến cảm giác tự nhiên cho từng sợi lông mày phun xăm. Kỹ thuật phun xăm lông mày này sẽ yêu cầu chuyên viên điêu khắc lông mày cần phải có tay nghề cao và khả năng thẩm mỹ tinh tế để tạo nên một đôi lông mày đẹp tự nhiên. Với điêu khắc lông mày, các kỹ thuật viên sẽ sử dụng công cụ đặc biệt gọi là dao điêu khắc. Với lưỡi sắc bén và siêu nhỏ, có thể đưa mực xăm vào lớp thượng bì của da. Quá trình này đòi hỏi sự tỉ mỉ và tinh tế. Từng sợi lông mày sẽ được phẩy nhẹ nhàng,
đan xen nhau để tạo nên một dáng lông mày tự nhiên. Ưu điểm: sở hữu bộ lông mày giống như thật. Điều khác lông mày tạo ra bộ lông mày tự nhiên, gần như không thể phân biệt được với lông mày thật. Tạo các sợi lông mày thanh mảnh và đẹp tự nhiên. Kỹ thuật điêu khắc hair stroke giúp tạo ra sợi lông mày mảnh khảnh và tự nhiên, mang đến vẻ đẹp tinh tế cho khuôn mặt. Hạn chế đau đớn, nhiễm trùng và chảy máu. Do đầu kim siêu nhỏ và quá trình không xâm lấn sâu vào da, phương pháp phun xăm chân mày điêu khắc sẽ ít gây đau đớn, nhiễm trùng và chảy máu. Nhược điểm: có thể bị nhiễm trùng nếu chọn cơ sở không uy tín. Việc chọn một cơ sở thẩm mỹ không đảm bảo uy tín có thể dẫn đến nguy cơ nhiễm trùng và các vấn đề khác. Chỉ áp dụng với những người có nền lông mày tự nhiên, chưa từng phun xăm. Phương pháp này thường thích hợp cho những người có nền lông mày tự nhiên, chưa từng phun xăm. Đối với những người đã từng phun xăm, quá trình điêu khắc có thể sẽ phức tạp hơn. Tuổi thọ ngắn. Kết quả sau điêu khắc lông mày có thể chỉ kéo dài trong khoảng 1 đến 2 năm trước khi màu sắc bắt đầu mờ đi và cần phải làm mới. Chi phí cao. Điêu khắc lông mày thường có chi phí cao hơn so với các phương pháp khác, do đòi hỏi tay nghề cao và kỹ thuật tỉ mỉ. Giá điêu khắc lông mày tham khảo 3 đến 7 triệu đồng. 4. Thêu lông mày. Thêu lông mày là một trong những phương pháp làm đẹp lông mày an toàn và mang tính tự nhiên cao. Trong đó, phương pháp thêu lông mày sử dụng máy thêu chuyên dụng với kim siêu vi để phẩy sợi vào vùng da thiếu lông mày. Ưu điểm: lông mày đẹp tự nhiên. Phương pháp phun xăm chân mày này tạo ra sự tự nhiên và mềm mịn cho hàng lông mày, giúp bạn có vẻ đẹp tự tin. Phù hợp với những người có lông mày sẵn. Thêu lông mày phù hợp cho những người đã có lông mày sẵn nhưng thiếu ở một vài vị trí cụ thể. Đầu kim siêu vi, sắc bén, giúp đưa mực vào lớp thượng bì của da, dễ dàng cho việc xóa hoặc điều chỉnh nếu cần. Nhược điểm: sợi lông mày ngắn và cứng hơn. So với lông mày thật, sợi lông mày sau thêu thường ngắn hơn và có thể sẽ cho đến cảm giác sợi lông mày cứng ngắc nếu so sánh với sợi lông mày điêu khắc. Mục kim theo một chiều nhất định. Do sử dụng máy thêu, sợi lông mày thường tạo theo một chiều nhất định, tạo thành các sọc dài trên nền, nhìn không còn tự nhiên như lông mày thật. Có cảm giác khó chịu, đau ê. Quá trình thêu lông mày gây cảm giác khó chịu và đau ê. Tuy nhiên, điều này thường phụ thuộc vào ngưỡng chịu đau của từng cá nhân. Chi phí tương đối cao so với một số phương pháp phun xăm chân mày khác. Phương pháp thêu lông mày có thể có chi phí cao hơn, tùy thuộc vào độ khó và tay nghề của chuyên viên thêu. Giá thêu lông mày tham khảo 4 đến 5 triệu đồng. 5. Khắc sợi bán phần. Khắc sợi bán phần đã chứng minh hiệu quả trong việc khắc phục tình trạng lông mày thưa, cụt đuôi, giúp bạn có đôi lông mày tự nhiên và thanh mảnh. Đây được cho là một phương pháp làm đẹp tinh tế, sử dụng công nghệ dao hoặc máy phun mày với đầu kim siêu nhỏ và mảnh, có thể đưa mực vào trong da. Sợi lông mày phẩy sợi bán phần sẽ được khắc xen kẽ với lông mày thật, tạo sự kết hợp hài hòa và tự nhiên, đặc biệt là ở phần đuôi lông mày. Ưu điểm: dáng chân mày tự nhiên và thanh mảnh. Phương pháp này tạo ra đôi lông mày tự nhiên và thanh mảnh, tương tự lông mày thật đến 99%. Không bao giờ bị nhòe mực hay phai mực. Với đầu kim siêu nhỏ và kỹ thuật khắc phẩy tinh tế, phương pháp phun xăm chân mày này đảm bảo rằng mực xăm sẽ không bị nhòe hay phai đi theo thời gian. Khắc phục được tình trạng lông mày thưa và cụt đuôi. Khắc phẩy sợi bán phần hiệu quả trong việc khắc phục tình trạng lông mày thưa hoặc cụt đuôi, giúp bạn có một bộ lông mày đẹp mắt và tự nhiên hơn. Phù hợp với cá tính của mọi người, phương pháp khắc phẩy sợi bán phần có thể điều chỉnh linh hoạt theo mong muốn của mỗi người, từ đường nét tự nhiên cho đến những phong cách cá tính. Nhược điểm: chi phí cao. So với một số phương pháp khác, khắc phẩy sợi bán phần sẽ có chi phí cao hơn, tùy thuộc vào tay nghề và kinh nghiệm của chuyên viên thực hiện. Giá khắc phẩy sợi bán phần tham khảo 6 đến 7 triệu đồng. Và đó là tổng hợp tất cả những loại phun xăm chân mày 2023 mà Bóc Đẹp muốn đưa tới bạn trong video ngày hôm nay. Bạn đã trải nghiệm phương pháp phun xăm lông mày nào rồi? Để lại bình luận chia sẻ về hành trình làm đẹp với Bóc Đẹp ở dưới phần bình luận nha. Nếu thích video này, đừng quên để lại một like, share, đăng ký và nhấn chuông để có thể tiếp tục theo dõi những video mới nhất từ kênh. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.